Tổng thống Sip đưa ra kế hoạch về một hành lang nhân đạo trên biển từ nước này tới dải Gaza. Đại diện khoảng 80 quốc gia và tổ chức quốc tế đã nhóm họp tại thủ đô Paris, Pháp ngày 9 tháng 11 nhằm thảo luận về cách thức cung cấp viện trợ cho dân thường ở dải Gaza và đưa người bị thương ra ngoài trong bối cảnh xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas tiếp diễn. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cần phải nhanh chóng ngừng bắn tạm thời vì mục đích nhân đạo ở dải Gaza. Ngoài ra, các nước phải nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Nhà lãnh đạo Pháp cũng kêu gọi hội nghị tìm giải pháp đáp ứng nhu cầu ngày càng cấp thiết tại dải Gaza về thực phẩm, nước, vật tư y tế, điện và nhiên liệu. Hơn 1,5 triệu người, khoảng 70% dân số tại dải Gaza đã rời bỏ nhà cửa và ước tính cần khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ để ứng phó cuộc khủng hoảng ở các khu vực của người Palestine. Tại hội nghị, Tổng thống Sip đã đưa ra kế hoạch về một hành lang nhân đạo trên biển tới dải Gaza nhằm tạo ra dòng hỗ trợ nhân đạo với khối lượng lớn, bền vững và an toàn trong ngắn, trung và dài hạn. Các tàu sẽ chuyển hàng viện trợ từ cảng chính Limassol của Sip cách dải Gaza khoảng 410 km. Các quan chức Pháp cũng xem xét sơ tán người bị thương lên tàu bệnh viện tại Địa Trung Hải, ngoài khơi dải Gaza. Paris đã cử một tàu sân bay trực thăng ra ngoài khơi Sip và đang chuẩn bị một chiếc tàu khác có khả năng hỗ trợ y tế. Hội nghị cũng thảo luận những biện pháp khác để giúp đỡ người dân ở dải Gaza, trong đó có hỗ trợ tài chính. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra ngày 7 tháng 10, Pháp đã cung cấp 21,4 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo cho Gaza, đồng thời gửi 54 tấn hàng cứu trợ thông qua 3 chuyến bay tới Ai Cập. Chính phủ Đức cho biết sẽ cung cấp gói tài trợ mới 20 triệu euro cho Palestine, bên cạnh việc giải ngân 71 triệu euro dành cho cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc. Trong lúc này, dòng người di tản khỏi các khu vực ở miền Bắc dải Gaza để tránh xung đột tiếp tục gia tăng. Chính phủ Israel cho biết 50.000 người đã đi qua hành lang sơ tán ngày 8 tháng 11, nhưng con số này chưa được kiểm chứng. Theo trang The Guardian, đây là ngày thứ 5 liên tiếp lực lượng phòng vệ Israel mở hành lang sơ tán và số người di cư về phía Nam ngày càng tăng. Trước đó, Liên Hiệp Quốc cho biết con số này đã tăng từ 2.000 người ngày 5 tháng 11 lên 15.000 người ngày 7 tháng 11. Theo Reuters, miền Bắc dải Gaza ngày 9 tháng 11 tiếp tục chứng kiến xung đột dữ dội giữa Israel và Hamas. Hamas tuyên bố đã gây tổn thất nặng nề cho phía Israel. Một số nguồn tin của Hamas và phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine cho biết xe tăng của Israel đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ các tay súng Hamas thông qua đường hầm dưới lòng đất. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8 tháng 11 tái khẳng định nước này sẽ không đồng ý ngừng bắn ở dải Gaza trừ khi các con tin bị Hamas bắt giữ trong vụ tấn công ngày 7 tháng 11 được trả tự do. Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh có nguồn tin thân cận với Hamas nói rằng đôi bên đang đàm phán về một thỏa thuận như vậy. Nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành để thả hơn 10 con tin bị Hamas bắt giữ, trong đó có 6 người Mỹ, qua đó đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày ở dải Gaza. Đáp lại, ông Netanyahu đã nhắc lại một điều rõ ràng rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn nào nếu Hamas không thả con tin. Nhà lãnh đạo này tuyên bố như trên sau khi truyền thông đưa tin về các cuộc đàm phán do Qatar phối hợp với Mỹ làm trung gian nhằm tìm kiếm thỏa thuận thả 10 đến 15 con tin. Đổi lại, Israel sẽ tạm ngừng bắn để hỗ trợ hoạt động nhân đạo từ 1 đến 2 ngày tại dải Gaza. Trước đó một ngày, người phát ngôn của Hamas cho rằng Israel đã cản trở việc thả 12 con tin nước ngoài.